Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp. Ngày 16 tháng 6, BBC tiếng Việt cho hay, Bộ Chính trị ra quyết định mới về kỷ luật đảng viên cấp cao cho thấy điều gì. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký quyết định 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình 3 bước xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, thay thế cho quyết định 195 năm 2008 của Bộ Chính trị. BBC cho biết, tính đến nay, Trung ương Đảng khóa 13 đã có 21 người thôi nhiệm vụ, không kể những người thôi nhiệm do các nguyên nhân tự nhiên như chết, sức khỏe, vân vân. Trong đó, 11 người bị khởi tố hoặc kỷ luật, 10 người xin thôi vì đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong số người xin thôi có tới 6 người thuộc bộ chính trị hoặc ban bí thư những nhân vật thuộc nhóm quyền lực nhất. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết quy trình 3 bước gồm có bước chuẩn bị, bước tiến hành kỷ luật, bước kết thúc. Bước thứ nhất, chuẩn bị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, ban bí thư hồ sơ vụ việc, gồm có tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan. Đại diện Bộ Chính trị, ban bí thư nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến. Bước 2, kỷ luật có hai hội nghị. Thứ nhất là hội nghị bộ chính trị, ban bí thư xem xét quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm bộ chính trị hoặc ban bí thư, đại diện lãnh đạo ủy ban kiểm tra trung ương, ban tổ chức trung ương, văn phòng trung ương đảng. Sau khi nghe các bên trình bày, hội nghị sẽ thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật. Thứ hai là hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét quyết định kỷ luật bằng phiếu kính. Bước cuối cùng do Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, tham mưu ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật. BBC nhận xét quyết định mới của Bộ Chính trị không nêu rõ về việc đối với những đảng viên vi phạm tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý về mặt đảng trước, tức khai trừ khỏi đảng hay về hình sự trước tức bị khởi tố bắt giam. Và đây là hình thường trực ban bí thư lương cực. Bởi lẽ, theo BBC, một điều đáng chú ý trong cách xử lý đảng viên liên quan đến các án lớn gần đây như vụ Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh cho thấy có một sự dịch chuyển lớn. Các đảng viên là ủy viên trung ương đảng bị bắt, khởi tố trước rồi mới bị khai trừ khỏi đảng. Trong khi đó, vẫn theo BBC, những vụ việc trước đây có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, thì sẽ kỷ luật đảng cán bộ đó trước, sau đó mới đến quy trình tố tụng hình sự. Quyết định mới của Bộ Chính trị về quy trình 3 bước, xem xét, kỷ luật các cán bộ thuộc diện thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương đảng, không nêu sự liên quan công việc của bên ngoài tổ chức đảng, tức là Bộ Công an. Điều này nghĩa là không định rõ việc Bộ Công an hay đảng xử lý trước. Thế nhưng, thực tế hiện nay, trong nhiều vụ công an xử lý hình sự trước, rồi sau đó đảng mới ra quyết định khai trực BBC dẫn lời một nhà quan sát nói rằng có sự thay đổi này là vì thủ tục bên đảng thường chậm, không đáp ứng được bản chất của tố tụng khẩn cấp. Ví dụ, phạm pháp quả tang thì luật tố tụng quy định phải bắt khẩn cấp. Nếu làm thủ tục đảng thì có khi người phạm tội bỏ chạy hoặc thế nào nữa thì không được. Đồng thời, người này nhấn mạnh điều này còn cho thấy Bộ Công an thật sự có quyền lực rõ ràng hơn, mạnh hơn. Công an có quyền tố tụng và bắt giam còn Ủy ban kiểm tra không có quyền đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo châm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Đinh Tiến Dũng bị kỷ luật liên quan vạn thịnh phát và AIC. Ngày 15 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật tiếp theo là gì? BBC dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vào sáng ngày 15 tháng 6, sau kỳ họp thứ 42 diễn ra từ 12 đến 14 tháng 6, do chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Theo đó, Ủy ban này đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, cựu bộ trưởng tài chính. Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng cùng ban cán sự đảng bộ tài chính, nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, An Đông và AIC. Và đây là hình bài trên BBC những vi phạm nêu trên được xác định là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Theo BBC, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021, cùng các ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Võ Thành Hưng, Thứ trưởng, các cựu Thứ trưởng, Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tú, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. BBC cho biết ông Đinh Tiến Dũng hiện là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội. Việc kỷ luật ông tùy theo mức độ mà sẽ do ban bí thư, Bộ Chính trị quyết định hoặc đưa ra ban chấp hành Trung ương đảng quyết định trường hợp cách chức, khai trực. BBC cũng cho biết đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 4 mức kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ khỏi đảng. Thông thường, các hình thức khiển trách và cảnh cáo, thì người bị kỷ luật vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Hình thức cách chức trong đảng thường dẫn tới hệ lụy là cách chức trong chính quyền. Hình thức khai trừ đảng thường dẫn tới hoặc báo hiệu những hệ lụy nghiêm trọng hơn, chẳng hạn xử lý hình sự. Với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng có thể sẽ phải nhận một trong bốn hình thức kỷ luật nói trên. Và đây là hình ông Đinh Tiến Dũng. BBC nhận xét ông Dũng có thể là ủy viên Bộ Chính trị thứ bảy trong khóa 13, bị kỷ luật hoặc chịu những hình thức tương tự kỷ luật, chẳng hạn cho thôi chức, nhưng không công bố là kỷ luật cách chức. Các trường hợp trước, ông là các ông bà Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Vẫn theo BBC, ông Đinh Tiến Dũng, 63 tuổi, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Dũng từng có 26 năm công tác ở Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 4 năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Ông Dũng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. BBC cho biết thêm, cũng trong kỳ họp 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ thuộc các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau. Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch tỉnh Long An. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Nguyễn Đình Kim, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Các quan chức này được xác định là đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế viết tắt AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Đinh Tiến Dũng bị kỷ lực liên quan vạn thịnh phát và AIC. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới